Bây giờ đến giờ trình pháp, ai trình pháp gì, ai cần hỏi gì thì cứ trình pháp. Nếu ai mà còn ngại á, chi giấy đưa cho anh giao cái áo, một áo một màu màu đỏ giấy trên bàn khu anh giao đi. Kính kính xin thầy cho một câu. Thứ nhất là cái sự khác biệt giữa Tam Tạng Kinh của ba giáo phái, ba trường phái Phật giáo của Phật giáo Nguyên Thủy, thứ hai là của Phật giáo Tây Lạc và Đại thừa Phật giáo của Trung Hoa, sự khác biệt của ba giáo phái về Tam Tạng Kinh, ba giáo phái đó là thì Phật giáo trong đó nó có, nếu mà có ai đọc cái cuốn Thực Tại Hiện Tiền á, thì trong đó thầy có trình bày cái các cái thời kỳ Phật giáo. Phật giáo nó có nhiều thời kỳ, thì trong đó mình chia ra làm là hai phần. Một phần là Phật giáo Nguyên Thủy và một phần là Phật giáo phát triển. Thì hai cái khuynh hướng này nó khác nhau ở chỗ là Phật giáo Nguyên Thủy á, thì muốn duy trì cái Phật giáo mà được ghi lại trong Tam Tạng đầu tiên. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng thì có một cái cuộc kết tập Tam Tạng đầu tiên. Thì cái khuynh hướng mà muốn mà giữ nguyên cái Tam Tạng mà kết tập đầu tiên đó đó thì gọi là Nguyên Thủy. Sau đó đó thì có những khuynh hướng thì giải thích cái kinh điển của Đức Phật đó một cách khác hơn. Lúc đó là chia ra làm nhiều cái tông phái, để có được ghi lại một ít ở trong cái bộ gọi là bộ Di Bộ Luận Các Tha Vát Thú. Trong cái bộ này đó thì có ghi lại sự khác biệt của những cái khuynh hướng khác nhau, cho nên cái Các Tha Vát Thú này nó cũng phải sớm nhất là cũng phải 100 năm đến 200 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn thì mới có. Vì lúc đó mới có chia ra nhiều cái sự giải thích khác nhau. Nhưng mà thực ra đó thì lúc đó là Chư Tăng vẫn giống nhau thôi. Chư Tăng vẫn không thấy có khác nhau gì cả, tức là vẫn có thể sinh hoạt với nhau, vẫn có thể y áo đi khất thực rồi này kia, tất cả là hoàn toàn giống nhau, không có gì khác hết. Chỉ có khác là khác trên cái hiệu những lời dạy của Đức Phật mà được kết tập lại trong trong cái lần kết tập đầu tiên. Vì vậy cho nên khi 100 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì bắt đầu có cái khuynh hướng mà giải thích những cái điểm mà trong Phật giáo, trong 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 cái giáo lý của Đức Phật mà để lại đó đó khác nhau. À, cho nên á, mới là ở bên Phật giáo Nguyên Thủy á, mình là kết tập Tam Tạng lần thứ hai. Tam Tạng để mà xác định lại cái lần đầu, tức là mình xác định lại là cái số chư tăng mà muốn giữ nguyên đó, thì họ kết tập lại và họ xác định rằng là vẫn giữ lại nguyên cái kết tập lần đầu đó thôi, chứ không có thay đổi. Thì một số khác, một số các cái phái khác, cái nhóm khác thì họ không đồng ý. Họ không đồng ý cho nên là 200 năm sau
khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì họ mới kết tập tam tàng theo cái cách của họ, các cái tông phái mà giải thích khác kiểu nguyên thủy, họ kết tập tam tàng theo kiểu của họ, mà lúc đó nói là kết tập ngũ tàng chứ không phải là tam tàng, nó có thêm cái tàng gì đó nữa hay là thành là ngũ tàng chứ không phải tam tàng. Ngũ tàng có phải là tìm ra thì phải không? Thì là cái đó là lúc đó thì cái khác biệt, nó có một sự khác biệt cũng dễ nhận ra, đó là cái kết tập mà tam tàng đầu tiên là bằng tiếng Pali, nhưng mà sau 200 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì có một cái người Bà La Môn, và lúc đó là Bà La Môn họ mạnh lên trở lại, bởi vì trong thời Đức Phật á, thì Bà La Môn họ yếu đi. Đến 200 năm sau á, thì Bà La Môn họ mạnh lên trở lại, và cái thời mà Đức Phật, sau Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì có vua A Dục là cái người mà phát triển cái Phật giáo ra, nhất là đưa qua là bên đạo Tích Lan, và đồng thời là cho các cái đoàn đi hoằng pháp, nhất là vùng Đông Nam Á. Cho nên nó cái về cái ngôn ngữ đó là mình thấy là hầu hết các cái nước Đông Nam Á là sử dụng ngôn ngữ dựa trên cái alphabet đó, mẫu từ đó là dựa trên cái mẫu từ của Pali. Đó. Ngay ở Việt Nam mình đó, mà cái thời bây giờ người ta đào được những cái bia ký ở Nha Trang, ở Phan Thiết, thì có những bia ký vẫn còn ghi bằng tiếng Pali. Còn bên Mã Lai, bên Indonesia đó, thì là người ta vẫn tìm ra được những cái bia ký bằng tiếng Pali. Và rõ ràng nhất là bây giờ cái người Mã Lai á, cái ngôn ngữ Mã Lai á, là ngôn ngữ cũng giống như là ngôn ngữ Thái Lan, Miến Điện rồi đó, tức là ngôn ngữ hoàn toàn là dựa lên trên tiếng Pali. Thí dụ như cái thành phố mà giống như bên bên Mỹ là Washington DC đó, thì bên bên Mã Lai đó thì có một cái thành phố gọi là thành phố Puttacharya. Puttacharya là cũng là tiếng Phạn đó, tiếng Pali ấy. À, thì như vậy á, mình thấy là cái trong thời mà vua A Dục á, là Phật giáo được truyền đi ở cái vùng Đông Nam Á mà hồi xưa đó gọi là vùng Suvarnabhumi, tức là mình gọi là cái văn hóa Phù Nam. Thì cái mình nói đại khái như vậy. Nhưng mà khi vua A Dục mà mất á, thì con vua A Dục á, lại là phản lại. Con vua A Dục lên ngôi đó, thì lại là phản lại. Phản lại cha mà lại theo lại Bà La Môn. Cho nên á, là lúc đó bên đạo Bà La Môn có cái ông tên gì đó, ông tên gì thầy quên rồi, tên gì cũng có ba vần thôi. Thì cái ông này á, ông mới ngồi, ông mới soạn, ông lấy tiếng Pali của Đức Phật á, vì tiếng Pali là tiếng của Đức Phật đặt ra cho không có, chưa có trước đó. Thì Đức Phật ngài đi hoằng pháp nước này nước kia, thành ra ngài phải sử dụng một cái ngôn ngữ chung để mà đi hoằng pháp được nhiều nơi. Chẳng thôi hồi đó này cũng như mỗi cái nước thì họ có một cái ngôn ngữ khác nhau đó, ví dụ như một ngôn ngữ Ma Kiệt Đà hay là ngôn ngữ này cái kia đó. Thì Đức Phật ngài phải sử dụng một cái ngôn ngữ tiếng Pali, thành ra người ta tìm cái nguồn gốc cái ngôn ngữ Pali thì người ta tìm ra, bởi vì thật ra là cái nguồn gốc tiếng Pali chính là Đức Phật đặt ra cho không có ai cả. Thì
sau 200 năm sau ấy, thì lúc đó một cái ông Bà La Môn, ông mới ngồi, ông mới là lấy cái tiếng Pali đó đó, ông mới soạn ra thành tiếng Sanskrit. Cái điều này được được một nhà nghiên cứu dựa trên những cái khảo cổ học rồi này kia, rồi ông mới nghiên cứu rồi ông viết ra cái cuốn The Pali is the mother of Sanskrit, tức là cái ông mới tìm ra được cái nguồn gốc của tiếng Pali, của tiếng Sanskrit đó, là lấy từ tiếng Pali mà làm ra. Thực ra là hai bên văn phạm nó giống nhau, chỉ có viết cái chữ đó, ví dụ như chữ Dhamma thì mình là hai chữ M, thì bên kia là họ là Dharma, tức là đổi một chữ M thành chữ R. Còn một chữ Ma sau thì vẫn là M. Kamma thì là Karma, tức là nó cũng chỉ đổi một cái vậy thôi, cho nó không có rồi nó làm thành cái tiếng Sanskrit. Rồi cấm không được dùng tiếng Pali nữa. Thì may là lúc đó, trước đó thì vua A Dục đã truyền cái tiếng Pali qua bên Tịch Lan rồi. Cho nên là cái tam tạng Pali được gìn giữ ở Tịch Lan, và sau này phát trở về, đưa về trở lại Ấn Độ và đưa đi các nước Phật giáo Nam Tông, thì mới giữ được cái nguyên cái tam tạng Pali. Còn cái ngũ tạng mà bên các cái phái phát triển đó, họ kết tập đó, thì lúc đó phải kết tập bằng tiếng Sanskrit. Thì bây giờ đó cái số mà kết tập đó nó cũng còn lại rất là ít, chỉ còn lại mà năm bộ Nikaya, quên cũng phải năm bộ Agama là thì bên mình đó, bên Pali đó là Nikaya, mà bên Sanskrit thì là Agama. Cho nên nó bắt đầu có một sự khác biệt đó. Hòa thượng Minh Châu và một số những cái người Phật tử, người chư tăng Việt Nam mà đi qua bên Ấn Độ học á, thí dụ như Hòa thượng Minh Châu là có làm cái luận án tiến sĩ của Hòa thượng là so sánh cái Nikaya với lại là Agama. Thì trong so sánh đó mình thấy là cái ví dụ như bài kinh Tứ Niệm Xứ, thì trong trong cái bài kinh Pali là bài kinh nói rất là rõ, nói từ niệm thân đến niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp như thế nào, rất là rõ, rất là chi tiết. Và trong khi đó đó, bên cái bài kinh mà của cái Agama đó, về Tứ Niệm Xứ thì chỉ nói là quán thân vô thường, quán thọ thì khổ, quán vô ngã gì đó đại khái, tôi quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, rồi xong đại khái là vậy. Cho nên nó mình thấy là hai bên nó có cũng là bài kinh Tứ Niệm Xứ, nhưng mà hai bên nó khác nhau. Thì theo Hòa thượng Nhất Hạnh á, khi mà Hòa thượng bắt đầu, hồi xưa thì Hòa thượng là theo Đại thừa, nhưng mà sau khi Hòa thượng ra nước ngoài đọc thêm kinh sách rồi nhìn kia nhiều, rồi bắt đầu mới là thấy cái kinh Tứ Niệm Xứ là cái gốc của thiền, cho nên Hòa thượng mới là hướng dẫn và vận dụng theo cái theo Tứ Niệm Xứ. Và cái cho nên á, Hòa thượng mới đọc lại mấy cái bản kinh Tứ Niệm Xứ của các cái tông phái đó, thì Hòa thượng cũng công nhận rằng là cái bản kinh mà của Phật giáo Nguyên Thủy là rõ ràng nhất. Còn có những cái bản kinh khác á, thì nó hơi nhầm lẫn với nhau. Thí dụ như trong đang nói về thiền tuệ, đang nói về thiền minh sát, thì là xen thiền tuệ vô, xen cái là đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền rồi kia vô, cho nên nó đặc đi. Thì đó là cái Nguyên Thủy này. Rồi phát triển chặng đầu, phát triển chặng đầu là, rồi sau phát triển chặng thứ hai là đến 600 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, thì lúc đó Đại Thừa mới bắt đầu là phát triển. Thì khi mà Đại Thừa phát triển
là khởi đầu là Mã Minh với là cái Đại Thừa Khởi Tiến Luận, sau đó đến Long Thọ thì Trung Quang Luận, rồi Vô Trước Thế Thân là có ví dụ như là Duy Thức Học được chẳng hạn đó. Rồi từ đó là có soạn biên soạn ra, các vị tổ đã biên soạn ra rất nhiều cái kinh điển. Thì có một sự khác biệt giữa cái kinh điển mà Đức Phật Ngài nói với là kinh điển sau này người ta soạn á, rất rõ. Bởi vì Đức Phật á, là Ngài chỉ gặp một người nào đó và Ngài nói, thì có thể nói với người đó đôi lúc chỉ có 5-10 phút là xong một bài kinh. Có khi có những cái buổi mà nói qua nói lại nhiều một chút á, thì nó thành ra trường bộ kinh. Mà trường bộ kinh á, bây giờ mình cứ ngồi mình đọc một bài trường bộ kinh thì cho là cao lắm là 2 tiếng đồng hồ. Thực ra nếu mà ai đọc nhanh thì chỉ 1 tiếng đồng hồ hoặc là ít hơn nữa là đọc xong. Mà mỗi cái bài kinh như vậy đó là Ngài chỉ nói tập trung vào một vấn đề gì đó, đàng hoàng như vậy. Thì chứ không có một cái bộ kinh nào mà nó trở thành một bộ kinh mà từ là cuốn này qua cuốn khác, tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, cái nào không có. Ngay cả cái Tam Tạng Kinh Điển á, thì cũng là do các vị sau này khi mà các vị mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi á, thì cái lúc đầu đó, lúc đầu á là các vị cứ nhớ bài kinh nào thì là cứ đọc bài kinh đó, nhớ cái điều luật nào thì đọc cái bài luật điều luật đó. Thì cái lúc đầu á là chỉ có kinh và luật là chính. Nhưng mà sau á, các cái kết tập sau á, mặc dù cũng giữ nguyên, tuy nhiên á, là bắt đầu mới là thống kê lại bài nào dài thì nó để vô một cái bộ dài gọi là trường bộ kinh, cái nào mà vừa vừa trung trung á, thì gọi là trung bộ kinh, cái nào mà nói về những vấn đề tương ứng với nhau á, thì gọi là tương ứng bộ kinh, những cái nào mà nói theo chi pháp á, cái này 1 chi, cái này 2 chi, cái kia 3 chi, cho đến 15, 17, 20 chi, thì lúc đó, đó là nó có là tăng chi bộ kinh. Còn những cái điều mà trích dẫn từng cái câu ngắn thì là tiểu bộ kinh. Thí dụ như là kinh Pháp Cú là nó thuộc trong tiểu bộ kinh. Đó, thì những cái như vậy á, là về sau có hệ thống hóa lại. Và càng về sau nữa đó, thì thêm vô chú giải và thêm vô luận vô nữa. Nhưng mà mình phải công nhận rằng là bên Nguyên Thủy á, là tương đối là cái chú giải và luận thì cũng đều là dựa trên những cái kết tập đầu tiên của cái buổi mà kết tập tâm tạng lần thứ nhất 3 tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Còn các tông phái đó thì bắt đầu là mỗi tông phái chủ trương nhiều khi mỗi khác, và bắt đầu là phát huy một cái điểm mạnh của mình thôi. Thay vì Tam Tạng thì nói rất là nhiều thứ, nó rất nhiều vấn đề tùy mỗi người mà Đức Phật Ngài nói, cho nên trong đó nó rất nhiều vấn đề. Nhưng mà thường thường khi mà bắt đầu mà trở thành các tông phái đó, thì chỉ là nhấn mạnh vào một điểm thôi. Và dần dần về sau này đó, nó mới sinh ra là các cái tông phái khác nhau. Thí dụ như giờ Tịnh Độ thì họ chỉ là niệm Phật thôi. Hay là Mật Tông thì họ chỉ niệm chú thôi chẳng hạn. Đó là, tức là nó chia ra nhiều cái pháp môn khác nhau. Thế còn trong thời Đức Phật ấy, thì là Ngài nói một cách toàn diện. Nhưng mà trong cái thời Đức Phật ấy, thì Ngài nói là nói cho người này, người kia, người nọ, cho nên mỗi người là mỗi khác. Mà thường thường á, đa phần là nói rất là ngắn. Một cái bài kinh mà trong trường bộ kinh đó, nếu mình mà giả sử như một người mà đọc một cái bài đó, một bài trích kinh trung bộ đó chẳng hạn, thì nhiều lắm là 15 phút. Không tới, một bài không tới 15 phút. Như vậy thì
Nó khác biệt rất là rõ ràng là những cái bộ kinh mà soạn ra sau này thì nó lại trở thành một cuốn sách mà biên soạn nó khác với cái bài giảng mà Đức Phật Ngài giảng, là Ngài nói trực tiếp vào vấn đề. Những người, ví dụ như gặp ông Angulimala thì Ngài nói thẳng vào Angulimala để cho ông Angulimala tỉnh ngộ. Nói với ông Yassa thì là nói cho ông Yassa tỉnh ngộ. Nói với năm vị Kiều Trần Như là cho năm vị Kiều Trần Như tỉnh ngộ. Cho nên là mỗi cái bài giảng đó là nhắm vào chỉ thẳng cái vấn đề cho mỗi người. Còn bên này là một bộ kinh nói như là một cái luận án tiến sĩ đại khái vậy, mà là một bộ kinh đấy, có những cái bộ kinh dài hơn cái gấp 5, gấp 10 lần cái bộ cái luận án tiến sĩ. Như vậy thì Đức Phật không phải là một nhà biên soạn mà ngồi mà biên soạn như vậy. Đó là phải có một tác giả nào đó ngồi biên soạn mới là ra một cái bộ kinh như vậy thôi. Chứ Phật không bao giờ mà soạn ra như vậy. Với lại là về ngôn ngữ học thì cái ngôn ngữ mà cái thời Đức Phật ấy, nó khác, những ngôn ngữ về sau này nó khác, mà ở đây là chưa nói tới Trung Hoa, đây là mới nói từ Ấn Độ thôi chứ chưa nói tới Trung Hoa. Còn Trung Hoa đó thì cũng phải là cũng 600-700 năm sau thì Trung Hoa mới là bắt đầu là. Thật ra Trung Hoa đó là đã có Phật giáo từ từ trước trước cái Tây lịch. Bởi vì khi Phật giáo mà truyền qua Việt Nam mình đó là khoảng thế kỷ thứ 1, thứ nhất, thứ hai đến thứ nhất trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Nhưng là Phật giáo mà ở Việt Nam là đã có lâu lắm rồi đó. Thầy có đến cái ngôi chùa mà đầu tiên khi mà cái đoàn một của vua A Dục mà cử các vị đó qua mà thì đi bằng đường thủy. Thì hồi đó đường bộ làm sao đi được? Đường bộ thì rừng rú không, núi đồi không, làm sao đi được, cho nên tôi đi đường biển. Thì đi đường biển thì là ở miền Nam thì họ là có lâu rồi, có trước rồi. Nhưng mà đến miền Bắc á, thì là đến ở tại Đồ Sơn ở Hải Phòng là có một cái ngôi chùa đầu tiên. Bây giờ thì người ta cũng đang sửa cái ngôi chùa đó lại. Đó là một cái ngôi chùa đầu tiên. Khi mà có cái ngôi chùa đó rồi á thì bắt đầu mới là Trung Hoa mới qua học Phật giáo ở Việt Nam. Bên Trung Hoa là cử người qua học Phật giáo Việt Nam, bởi vì Trung Hoa là còn lâu nữa mới tàu bè mới đi qua tới Trung Hoa, cho nên là truyền tới Việt Nam trước thì bên đó mới ra qua. Thì lúc đó là một cái trung tâm mà Phật giáo ở Việt Nam mà lúc đó của ở Lý Lâu, tức là bây giờ như mấy cái vùng như chùa Dâu chùa đồ đó, là vùng đó hồi xưa là Phật giáo rất là mạnh. Và lúc đầu á là Phật giáo Nguyên Thủy, lúc đầu là Phật giáo Nguyên Thủy. Thì như là Khương Tăng Hồi chẳng hạn, Khương Tăng Hồi là dịch cái bài kinh mà 16 cái thợ nhập tức sổ tức quán đó, đó là Khương Tăng Hồi là còn lại cái bản dịch đó. Còn rất nhiều cái bản dịch khác đó, thời đó đó là khi mà Trung Hoa qua đô hộ Việt Nam á thì mới là Trung Hoa đó là mới qua Việt Nam học Phật giáo xong rồi đem về truyền bên Trung Hoa cái. Sau bên Trung Hoa là về mặt mà chính trị đi qua mới là xâm chiếm Việt Nam ấy, thì lại đưa cái Phật giáo bên đó qua bên này. Mà khi mà Phật giáo mà du nhập vào Trung Hoa đó thì nó biến thành Trung Hoa mất. Bởi vì người Trung Hoa họ cũng cho họ là trung tâm Trung Hoa đó, tức là họ là trung tâm cái trái đất. Cho nên là họ Phật giáo tới đó thì phải là biến thành của Trung Hoa mới được. Cho nên họ mới là biến cải cái Phật giáo ra thành Phật giáo Trung Hoa.
từ khi mà tin cậy ra Phật giáo Trung Hoa đó, đó thì khi mà họ truyền lại qua Việt Nam, một đô hộ Việt Nam đó, thì họ lại đưa cái Phật giáo đó qua và họ đốt hết tất cả những kinh sách mà trước đó Phật giáo đã dịch ra. À, cái này thì nhiều nhà sử học họ đã ghi lại, họ đã viết lại được những cái điều này. Thì cho nên sau này á, Phật giáo Việt Nam mình cũng hoàn toàn ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc. Chỉ có cái phương Nam á, phương Nam á thì ảnh hưởng như là vua Trần Nhân Tông. Vua Trần Nhân Tông khi mà kết giao với là các nước như là dân tộc Chăm, Thụy, Trấn Lạp rồi này kia đó. À, rồi dần dần ở phía sau này đó mới là xâm chiếm luôn thành ra nước Việt Nam mình hiện nay luôn á, chứ hồi trước là chỉ có ở miền Bắc thôi. Sau này xâm chiếm thì cái văn hóa của cái phương Nam đó, đó lại là văn hóa của Phật giáo Nguyên Thủy và là Bà La Môn. À, tức là có thời đó là Bà La Môn và Phật giáo Nguyên Thủy là phát triển ở cái vùng mà bây giờ mình gọi là Đông Nam Á đó. Thì như vậy là mình thấy vẫn là thấy hai cái điểm khác biệt, tức là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo phát triển. Thì Phật giáo phát triển là nó tùy theo, ví dụ như qua Tây Tạng thì kết hợp với mật giáo của Tây Tạng trở thành ra là Phật giáo Mật Tông, Kim Cang Thừa. À. Hay là khi truyền qua Trung Hoa thì kết hợp với là Tam giáo Đồng Nguyên, là kết hợp với Lão giáo và Khổng giáo. Cho nên nó tạo ra một cái Phật giáo mà kết hợp với các cái tôn giáo địa phương. Qua Nhật Bản á, thì kết hợp với Thần giáo trở thành ra là Zen. À, đại khái là vậy. Cho nên nó là cái Phật giáo phát triển có khác với cái Phật giáo Nguyên Thủy ở cái chỗ là Phật giáo phát triển là kết hợp với cái văn hóa địa phương hay là tôn giáo địa phương. Còn Phật giáo Nguyên Thủy thì là tương đối giữ nguyên được. Cho nên bây giờ mặc dù là nhiều nước Phật giáo khác nhau, Nguyên Thủy khác nhau, nhưng mà đọc tùng thì vẫn giống nhau. Thí dụ như thầy đi qua Thái Lan, Miến Điện hay Lào hay Campuchia hay Tích Lan gì thì đều tụng kinh với nhau được, đều làm lễ đối với nhau được. Tại vì đều dựa trên cái bộ Tam Tạng Pali. Tuy nhiên á, ngay cả bộ Tam Tạng Pali của mình á, thì tinh thần á, là giữ Nguyên Thủy. Nhưng trong đó đó thì nếu mình đi sâu hơn á, thì mình sẽ thấy rằng trong đó nó vẫn có hai phần. Một phần chánh tạng là cái phần mà chính mà kết tập đầu tiên á. Nhưng mà về sau đó thì mình vẫn có thêm bớt, chứ không phải là không có. Nhưng mà thêm bớt á, thì theo tinh thần á, thì cái thêm bớt đó nó vẫn là thêm bớt theo tinh thần Nguyên Thủy của Đức Phật thôi. Nhưng mà chắc chắn cái sự thêm bớt đó là nó không bằng như thời Đức Phật. Bởi vì cái thêm bớt này á, nhiều khi các vị họ có thiền chí thiệt, nhưng mà họ thêm vào những cái điều rồi cho tốt đẹp về sau, cho nhiều người sau dễ hiểu gì đó. Nhưng mà rồi cái thêm đó á, nó cũng đôi lúc nó làm loãng đi cái mà tinh thần chính của Đức Phật. Đó. Vì vậy cho nên á, cái người mà Phật tử nói chung á, thì theo thầy đó, thì thực ra tông phái nào á vẫn có một cái ưu điểm và khuyết điểm. À. Chứ không phải là mình cứ theo tông này thì mình chê tông kia, mà cái nào cũng có cái phần ưu điểm và khuyết điểm hết á. Cho nên á, là cái cách mà mình học đạo đó là cái nào đúng trong thực tế mà mình thực hành á. Chứ còn bây giờ mà nếu mà nói trên lý thuyết là chỉ có ngồi cãi nhau thôi. Bây giờ sai, ví dụ như trong Phật giáo Nguyên Thủy mình thôi, mà các vị mà họ học về vi diệu pháp á, thì là ngồi lại là cãi nhau thôi. Vì nào cũng thấy mình là mới hiểu đúng, còn vị kia là hiểu không đúng, là gặp nhau là cãi nhau thôi. Do đó, đó cái
cái mà mình chấp vào một cái nhất định nào đó, đó là nó sẽ nó sinh ra một cái trề tràng là không chấp nhận cái hay cái đẹp của cái khác. Trong cái sự phát triển đó, thì mình biết là cái nào thì nó đúng nguyên thủy, cái nào thì không đúng nguyên thủy. Tuy nhiên đó, là cái đúng thực tế đó, cái đúng thực tế là một chuyện khác nữa. Vì Đức Phật Ngài nói đó là những điều mà Đức Phật Ngài nói đó thì như lá trong nắm tay, còn những điều mà Đức Phật Ngài thực sự mà Ngài mà biết đó, là như lá trong rừng. À, cho nên đó, có những cái điều mà Đức Phật không nói nhưng mà một người khác nói đúng thì mình vẫn chấp nhận nhé, chứ đâu phải là mình chỉ chấp nhận Phật nói thôi. Cho nên nếu mình có một cái tinh thần mà cởi mở đó thì mình có thể góp nhặt được rất nhiều cái hay cái đẹp, không phải của các tông phái mà là của các tôn giáo nữa cũng có. Có những tôn giáo thì rất là mê tín, thậm chí là cuồng tín, nhưng mà cũng có rất nhiều cái tôn giáo có cái hay cái đẹp của họ. Mà nhiều khi là ví dụ như là đạo Thiên Chúa là họ mạnh với đức tin, đạo Phật thì mạnh về trí tuệ, đạo Bà La Môn thì mạnh về cái tinh tấn. Mỗi mỗi bên có một cái điểm mà khi mà mình có một cái nhìn chung á, tổng quát á, thì mình mới đúc kết lại được nhiều mặt của cái vấn đề hay là nhiều mặt của cái sự thật. Do đó mà mình theo thầy là mình nên nên có một cái tinh thần cởi mở, nhưng mà luôn luôn là căn cứ trên cái thực, chống căn cứ trên ngôn ngữ. Hệ mà căn cứ trên ngôn ngữ là chỉ có cãi nhau thôi, cho dù cùng một tông phái cùng một môn học cũng vẫn cãi nhau. Cho nên là cái chính yếu là mình phải dựa trên cái thực thôi. Tình cờ có một cái duyên nào đó thiền sinh được câu chuyện thầy Khánh, và thầy Khánh sẽ chỉ dẫn cho thiền sinh tới đây ngày hôm nay. Thành ra thưa thầy, đây là lần đầu tiên mà thiền sinh tới ngôi chùa Vipassana. Thầy có thể cho thiền sinh được biết có cái gì khác biệt giữa những cái hành thiền mà thiền sinh đang theo với cái trung tâm thiền Vipassana của em cả, và cái thiền mà hiện bây giờ thầy đang chỉ dẫn? Cái này thì không biết hồi sáng là có đạo hữu có đến nghe không? Hồi sáng thầy có nói rồi, tức là thiền là nó có, nói chung là nó có hai loại, một loại là có phương pháp và một loại là không phương pháp. Cái loại phương pháp á, thì thường là người ta vận dụng ra một cái cách hành, ví dụ như là ngài Mahasi thì ngài vận dụng ra một cái cách hành riêng, rồi ngài Goenka thì vận dụng ra một cách riêng. Thí dụ như là người thì niệm thân, người thì niệm thọ, người thì niệm tâm. Như là ngài Suomin thì lại là đang về niệm tâm chẳng hạn, là khác vậy. Thành ra là và ngay trong niệm thân á, thí dụ như lúc đầu ngài Mahasi á, niệm thân là khác, nhưng mà sau này ngài Upandita là đệ tử của ngài Mahasi đó, thì niệm thân nó có khác đi chút. Hay là có rất nhiều vị khác nữa cũng là học từ ngài Mahasi ra, nhưng mà lại là khi
dạy niệm thân á, thì vẫn dạy theo cái cách riêng của mình. Bởi vì các vị đó dạy theo cái kinh nghiệm tu tập của mình, và qua cái kinh nghiệm đó đó thì các vị hình thành một cái phương pháp. Do đó mình thấy rằng là phương pháp niệm thân thì khác, phương pháp niệm thọ thì khác, phương pháp niệm tâm thì khác. Và thậm chí đó, có nhiều cái trường phái đó là họ, nếu mà người nào mà đã hành cái phái bên kia đó thì không được vô hành phái bên này nữa. Tại vì nó, người ta sợ rằng là nó nhầm lẫn với nhau đó. Đó, tức là khi hành bên này nó hành bên kia rồi nó phân tán cái tâm, đâm ra là nó không tốt. Nhưng mà đó là thiền có phương pháp. Thì thầy lấy một cái ví dụ như thế này cho dễ hiểu, tức là thiền mà thiền có phương pháp với là thiền không có phương pháp á, nó khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ thế này. Thiền không phương pháp á là dạy cách nấu ăn, dạy cái nguyên lý về cái thực dưỡng là thế nào. Rồi thì dạy chung vậy thôi. Dạy chung để người đã biết rằng là ăn cái gì thì nó tốt, ăn cái gì thì xấu, ăn như thế nào. Thành ra cái người ta chỉ ra cho nguyên lý để biết mùa hè thì nên nấu cái món gì, mà mùa đông thì nên nấu cái món gì, cái gì thì nó âm, cái gì thì dương, cái gì thì hàn, cái gì thì nhiệt, ví dụ vậy. Người ta chỉ nói trên nguyên lý thôi. Rồi cái người mà nấu ăn là phải tùy theo khả năng của mình mà vận dụng. Thí dụ như bây giờ cái người nhà nghèo thì người ta vẫn dựa theo cái nguyên lý đó, nhưng mà người ta túi tiền của ta ít, cho nên người ta có thể là ăn khoai lang, ăn khoai môn, khoai sọ hay là ăn rau, nhưng mà người ta vẫn ăn đúng nguyên lý dưỡng sinh. Đại khái vậy. Đó là không phương pháp mà là thiền dựa trên nguyên lý chứ không trên phương pháp. Cái đó là còn bây giờ phương pháp thì thế này. Phương pháp thì người thì dạy nấu phở. Người dạy nấu phở thì là bây giờ cứ theo đúng cái bỏ bao nhiêu cái gì nêm như thế nào thì nó ra phở. Thì cứ làm đúng phương pháp đó là nó ra phở. Đó. Rồi cái người khác thì lại đưa ra một cái phương pháp khác, bởi vì ví dụ như là miền Nam á, thì lại là ăn khác, nhưng mà ở mình ra Huế đó thì họ lại ăn bún bò, mà quận Nam á, thì lại họ lại ăn mì Quảng. Cho nên á, là mỗi người họ chế ra một phương pháp nấu ăn, một cái phương pháp để nấu một cái món nào đó. Thì khi mà người ta làm cái đó thôi á, thì nó chỉ ra môn đó. Tức là người mà học cái nấu bún bò thì chỉ biết nấu bún bò. Người nào mà học nấu hủ tiếu thì chỉ biết nấu hủ tiếu. Người nào mà học phở thì biết nấu phở. Đó là theo phương pháp. Thì cái này bây giờ ai hành thiền cũng biết à. Ví dụ như hành thiền mà theo niệm thân của Ngài Upandita thì khác. Thì phải theo đúng của Ngài Upandita hay là của Ngài Mahasi. Còn nếu mà ai hành theo Goenka thì phải theo đúng cái trình tự của Goenka. Thì rõ ràng là thì cũng giống như bên này nấu phở thì bên kia nấu hủ tiếu là phải khác nhau thôi. Cho nên nấu mà tại sao mà người ta nói không lẫn lộn là bởi vì sao? Bởi vì nấu một khối nó không ra bánh canh mà nó ra cháo. Ví dụ như vậy. Cho nên đó, là khi theo phương pháp thì nó sẽ ra một hiệu quả của phương pháp. Còn không phương pháp đó, là nó là thế này, tức là người nào có khả năng như thế nào thì cứ nấu ăn theo kiểu của mình. Nếu là nhà đầu bếp của ông vua thì cứ nấu sơn hải hạ vị gì đó. Nhưng mà cái nguyên lý đó là phải nấu như thế nào thì nó mới là quân bình được âm dương, để cho nó mạnh khỏe gì đó. Thì người ta biết cái nguyên lý thôi. Thì cái thiền mà có phương pháp với thiền không có phương pháp đó, như thiền của thầy là không có phương pháp.
mà không có phương pháp á, cho nên phương pháp nào cũng được. Tức là nếu bây giờ mình nấu khoai môn thì mình sẽ nấu khoai môn mà khi nào có khoai lang thì mình cứ nấu khoai lang, mà khi nào nấu phở thì cứ nấu phở. Tức là nấu gì cũng được hết á, nấu kiểu nào cũng được hết á, mà không, mà cách nào cũng đúng với dưỡng sinh. À, còn nếu mà mình còn không á, nếu mình học theo phương pháp á, thì là thì ai mà nấu hủ tiếu là cứ chỉ biết hủ tiếu thôi. Đó. Do đó đó, theo thầy á, thầy mới nói thế này. Bây giờ nếu mà quý vị mà muốn qua bên Miến Điện mà học á, thì nên học hết. Rồi qua Thái Lan học nữa, rồi qua Ấn Độ học nữa, học hết á, đừng có cái nào. Tức là nếu mình muốn biết nhiều á, là học hủ tiếu xong rồi á, qua học bánh canh, học bánh canh xong rồi là qua học nấu bún bò, nấu bún bò xong rồi nấu mì quạt, tức là phải học hết á, thì khi đó mình mới kết hợp nhiều món. Nhưng mà nếu như cái người này mà họ không có nắm vững được nguyên lý về thực dưỡng thì họ nấu vẫn có thể là bị cholesterol có thể là bị dư đường, dư đồ gì đó chẳng hạn đó. Thành ra là nếu không đúng dưỡng sinh đó, thì mình hành theo một phương pháp vẫn có thể là, một là có lợi ích đó, thì chỉ được cái phương pháp đó thôi, mà hai đó là có thể là sinh ra mức quân bình. Và cái theo một phương pháp đó, thì nó sẽ có một cái trở ngại là thế này. Khi mình theo phương pháp đó rồi đó, thì ai nói gì mình cũng không làm gì được nữa cả. Vì bây giờ hệ mà nói ngồi cái là nó trở lại cái phương pháp cũ của mình, không thể nào buông nó ra được để mà mình đối diện với một cái mới mẻ hoàn toàn. Cho nên mình không nghe được rất nhiều nhiều cái khác nhau. À. Trong khi đó đó là nếu mà mình chỉ nắm nguyên lý thôi á, thì cái nào mà không đúng nguyên lý là mình không theo. Còn cái nào đúng nguyên lý là được hết. Bất kỳ cái gì đúng nguyên lý là được hết. Nấu khoai môn mà đúng nguyên lý thực dưỡng là được. Nấu cái gì mà đúng nguyên lý thực dưỡng là được. Chứ không, mình không có từ chối cái nào cả. Và mình sẵn sàng, ví dụ như bây giờ mình tới cái nhà đó mà người ta mời mình ăn khoai lang thì mình cứ ăn. Tới nhà kia mời ăn phở thì mình cứ ăn. Chứ không nói là tôi là từ hồi nào giờ tôi ăn phở rồi cho nên khoai lang là tôi không biết ăn. Mà có nhiều người như vậy đó. Có nhiều người nói cái này tôi ăn không được. Bởi vì tôi quen ăn cái cách này rồi. Cho nên cái mà có phương pháp á, thì nó có cái lúc đầu á, là nó cũng có cái lời là mình chưa biết gì cả, cho nên mình vô mình theo phương pháp thì nó thấy rất dễ. Nhưng mà theo thầy đó thì nên phải nắm vững nguyên lý rồi mới hành. Có nhiều người hỏi thầy là chỉ cho họ cách hành thiền, thì thầy nói không, đừng có hành thiền gì cả, cứ sống tự nhiên thôi. Nhưng mà bây giờ phải đọc kinh hay là nghe pháp cái rồi này kia để cho thông suốt ra được cái nguyên lý cái đã. Thông suốt ra nguyên lý rồi đó thì sau đó là làm sao cũng được. Như là các cái vị mà hồi thời Đức Phật á, sau khi Đức Phật ngài nói và người đó giác ngộ xong rồi á, là Đức Phật ngài nói rồi xong rồi đi hoằng pháp, đi một mình thôi không được, đi hai người, đi mỗi người mỗi nơi để mà chỉ bày cái sự thật cho người ta. Cho nên á, cái thiền, mục đích của thiền là để thấy ra sự thật, mà sự thật rốt ráo nhất đó chính là tứ diệu đế. Hành cách gì cũng biết, mình miệng sao thấy tứ diệu đế mới được. Hay là mình ăn món gì cũng biết mà nó phải mạnh khỏe mới được. Chứ còn mình ăn vô mà cholesterol hay là bị đường hay bị gì đó là coi như là sai rồi. À, thì bên này cũng vậy, tu pháp gì đó cũng được, nhưng mà cái pháp đó nó có đưa đến để mình thấy ra được cái từ sự thật, bốn sự thật hay không. À, hay nói một cách khác là mình có qua chính cái bản thân mình thấy được cái gì là đưa đến cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử, còn cái nào là đưa đến giác ngộ giải thoát. Thì đó là mình thấy ra được cái nguyên lý của thiền hay là của đàm. Cho nên Đức Phật ngài cũng nói rất là rõ thôi, tức là nếu đúng bát chánh đạo
thì giác ngộ giải thoát, mà không đúng bát chánh đạo thì luân hồi sinh tử. Đó là vậy thôi. À, xin cái câu hỏi của đạo hữu vừa rồi đó, là câu hỏi nó đúng. Đúng bởi vì hôm nay là mình đang nói về chuyện là trình pháp hay là về hành thiền. Cho nên câu hỏi là tập trung vào cái chuyện hành thiền. Chứ còn như câu hỏi của đạo hữu là lúc đầu á, nó có hơi hơi lạc đề chút. Tức là mình nói qua thành ra là... Tại vì mới bắt đầu tìm hiểu. Vâng. Xin thầy cho một câu hỏi cuối cùng. Hỏi đi ạ. Tâm, sắc và thầy giải thích cho ba cái giai đoạn đó để như thế nào để tới sự giải thoát cho một thiền sinh. Đức Phật á, thì theo thầy đó thì cái môn vi diệu pháp là khoảng 100-200 năm sau mới có. Thì lúc đầu cái kết tập đầu tiên đó là chỉ có kinh và luật thôi. Ta gọi là tham ma ni vinay, tức là kinh và luật. Cho nên á, các cái truyền thống cũ đó, như ví dụ như ở Thái Lan, Miến Điện đó, là người ta dạy cái tham ma vinay, tức là tham ma là kinh và vinay là vinaya là luật. Kinh là gì? Kinh là ghi lại những cái bài kinh như Đức Phật Ngài nói với ông Angulimala, Đức Phật Ngài nói với năm vị kiều Trần Như, Đức Phật Ngài nói với ông Bahiya, Đức Phật Ngài nói với ông Yassa, Đức Phật Ngài nói với nàng Pachatara, Đức Phật Ngài nói với Gotami. Tức là đó là những bài kinh. Kinh tức là những cái pháp thoại giữa Đức Phật với một người nào đó mà Ngài khai ngộ cho người đó. Thì bởi vì cái chân lý đó là nó ở khắp mọi nơi. Chân lý là phổ biến, không phải chân lý là dành riêng cho ai. Nhưng mà mình lại không thấy, mà Đức Phật là thấy. Cho nên Ngài mới chỉ cho mình cái thì mình cũng là mình ngộ ra, cho nên mình không có sai nữa, mình không có làm sai lầm nữa. Đơn giản là vậy thôi. Hay là mình bị thấy sai cho nên bị kẹt vô trong cái sai lầm đó, bị trói buộc vào sai lầm đó, thì Đức Phật Ngài chỉ cho thấy rằng là cái trói buộc này này là chính cái trói buộc này là làm cho người phiền não khổ đau. Vì vậy cho nên mình buông cái trói buộc đó đi thì mình giải thoát. Thật ra cái kinh mà Đức Phật dạy đó là chỉ thắc vào sự thật. Như hồi nãy thầy nói đó, Đức Phật không bao giờ ngồi làm thành một hệ thống lý luận. Cho nên Abhidhamma vẫn là thuộc về luận tàng thôi, chứ không phải là kinh và luật. Tuy nhiên á, những cái điều mà trong Abhidhamma đó thì người mặc dù là người sau soạn ra, nhưng mà cũng dựa vào những điều Đức Phật dạy để mà soạn ra thành ra hệ thống hóa. Còn người ta nói rằng là Đức Phật Ngài dạng cái bảy kinh đó trên cung trời rồi này kia rồi xuống là cái đó thì cũng giống như là sau này đại thừa mà Long Thọ mà nói rằng là cái Trung Quán Luận là xuống dưới Long Vương mà lấy. Đó là những cái truyền thuyết đó, hoặc là Mi Tiên Vấn Đáp đó, cũng là do một cái vị soạn ra những cái câu hỏi đáp như vậy rồi mới là đặt tên cái vị này, rồi đặt tên cái ông vua. Cho thực ra đó chỉ là một cái biên soạn, chứ không phải là kinh. Cho nên nó vẫn thuộc về luận hay là thuộc về chú giải. Thì cái mà nó thuộc về luận và chú giải đó thì thực ra là ở Nguyên Thủy vẫn thêm vô rất nhiều. Bởi vì cái ví dụ như trong tàng luận đó, nó có một cái tàng mà như hồi nãy thầy nói đó, cái tàng là có trong tàng luận nó có một cái bộ là bộ Cả Tha Vát Thú.
Thì cái cả tha vát thu đó là nói sự khác biệt của các tông phái. Thì hồi thời Đức Phật đâu có các tông phái đâu mà nói sự khác biệt. Nó phải 200 năm sau mới có các tông phái. 100 năm sau là bắt đầu Minh Nha có các tông phái. Nhưng mà 200 năm sau mới xác định các tông phái đó là tông phái gì. À, như vậy thì là cái cà tha vát thu đó nó phải là có ít nhất, sớm nhất là 100 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn. Với mình đọc trong cái bộ luận là mình thấy rất rõ. Cái bộ luận là cứ nói, cứ đưa ra những vấn đề mà cái đó là nó mang tính chất là hệ thống hóa rồi. Mà chân lý đó, theo nguyên lý đó, chân lý là chỉ thẳng, chứ chân lý không có hệ thống hóa được. Bây giờ thầy lấy một ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Bây giờ thầy là bác sĩ phải không? Giả thử giờ thầy là bác sĩ này. Cô này bệnh mới tới khám. Thầy mới dùng máy móc là dùng bắt mạch, bắt đồ gì đó. Thầy mới khám. Thầy mới biết người này là đau gan. Và thầy phải rất là kỹ. Tức là gan, là cái gan này là cái gan cỡ như thế nào. Gan mà siêu vi B hay là C hay là A hay gì nữa. Gan kiểu nào mới được. Gan này là vì cholesterol nhiều hay là gan này là bởi vì uống rượu nhiều gì đó. Cho nên bây giờ các cái tế bào gan nó bị chai đi. Thì nó mỗi gan là mỗi khác hết á. Cho nên cái thầy thuốc phải thật là giỏi. Và cho thuốc đúng cái bệnh này thôi. Còn cái vi diệu pháp á, là nó giống như thế này. Bây giờ một người tới học vi diệu pháp. Tới khám bệnh. Cái kệ ra. À, trên đời này có bao nhiêu bệnh. Bệnh tim, bệnh gan, bệnh phổi, bệnh gì đó. Ngồi kệ cho cái người nó nghe. Xong rồi là nói là nếu bệnh gan thì có bao nhiêu chữa bệnh, gồm có thuốc này, thuốc kia, thuốc nọ. Cứ ngồi cứ kệ hết dòng dài cho đến không biết bao lâu mới cái người đó mới nhớ ra mà bệnh gan vẫn cứ là bệnh gan. Cho nên Đức Phật, hồi thời Đức Phật chắc chắn là không bao giờ Ngài đi ngồi mà kệ thuốc với là bệnh ra. Mà người nào bệnh gì là Ngài trì cái bệnh đó ngay lập tức. Chứ không bao giờ ngồi mà kệ bệnh này bệnh kia rồi cho mọi người rồi ghi ra để mà học là không có. Mình coi kinh đó mình sẽ thấy là không có bài kinh nào mà Đức Phật Ngài là đưa ra một cái hệ thống này hệ thống kia gì cả. Bài kinh dài nhất á, ví dụ như bài kinh Phạm Vọng thì Đức Phật Ngài nói 62 tà kiến. Tức là Ngài kể ra những cái tà kiến gì để mình thấy mình đừng có bị theo cái tà kiến đó thôi. Chứ còn không thể mà mình có một cái hệ thống lý luận về tu hành được. Tu hành là Đức Phật Ngài nói này, quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Vậy pháp hiện tại là gì? Mình đang ngồi đây. Thầy đang ngồi, đang thuyết giảng. Thì thầy biết rõ mình đang ngồi, đang thuyết giảng như thế nào. Mình đang đi, thì mình biết rõ mình đang đi như thế nào. Từ những cái chỗ mà thấy đó, mình mới thấy ra được thân, thọ, tâm, pháp. Mình mới thấy được là tâm là gì, tâm sợ là gì, mà là sắc là gì, và niết bàn là gì. Thấy ngay trong cái mà mình đang quan sát cái thân tọa tâm pháp này. Cái thấy đó mới là cái thấy đúng nhất. Bây giờ một cái người mà cho dù có học hết tất cả cái kinh điển, bởi vì trong thời Đức Phật cũng có một câu chuyện rất là rõ ràng. Đó là một câu chuyện có một vị tăng. Mà Đức Phật Ngài thuyết cái gì đó thì ông rất là thông minh. Ông này thông minh nhưng mà không có trí tuệ. Thông minh với trí tuệ nó khác nhau. Trí tuệ đó là thấy ra cái thực. Còn thông minh đó là khôn ngoan, khôn khéo, hiểu biết rồi này kia đủ thứ. Thì ông này á, ông Đức Phật Ngài giảng cái gì á là ông nắm được liền. Và ông đem ra ông giảng cho người này người kia. Ai nghe cũng hay, rất là phục ông. Nhưng mà mỗi lần gặp ông ấy, thì Đức Phật Ngài nói này tỳ kheo trống rộng kia. Trống rộng kia.
Thì ông cũng biết tại sao mà trống rỗng, mình giỏi quá mà sao nó nói mình trống rỗng kia quá, mình chi pháp nào mình cũng biết hết trơn, Phật nói cái gì mình cũng biết, mình dạng ra rất là hay rồi mà tại sao mà nói mình trống rỗng. Thì Đức Phật Ngài cũng biết rằng là ông này ông không hiểu, ông tưởng là ông biết nhiều pháp vậy đó là ông hay đó. Cho nên á, Đức Phật Ngài mới kêu một cái vị sư mà có tu hành, có thực chứng. Nhưng ông này lại không biết kinh điển gì hết trơn, tại vì ông chỉ khi nghe Đức Phật nói là mình Atta hi Attano Natho Koi Natho Prosya, mình là nơi nương nhờ của chính mình chứ mình không có nương nhờ ai khác, thì ông luôn là trở về quan sát lại thân thọ tâm pháp. Cho nên ông đọc chính ông á, và ông thấy ông hiểu ra được chính ông á đó, và ông giác ngộ được chính ông. Thì Đức Phật Ngài mới kêu hai người vô. Ban đầu á thì Ngài mới hỏi về kinh điển, đại khái là Ngài nói cái pháp đó có mấy chi, là ông kêu nói liền. Thì là cứ hễ mà nói pháp bao nhiêu chi rồi cái chi đó nghĩa sao, là ông định nghĩa liền. Còn cái vị này vẫn ngồi không vẫn ngồi im lặng, không nói gì cả. Cái vị mà thực chứng thì ngồi im lặng không nói gì cả. Sau khi hỏi cái vị này nói thiệt là hay xong rồi, cái mới là Đức Phật Ngài mới muốn chỉ cho ông này thấy này, mới hỏi về bên này. Khi phiền não khởi lên á, thì lúc đó con làm sao? Thì ông này chịu. ông chỉ nói theo kinh, nói theo chi pháp chi đồ đó thôi, chứ còn mà bây giờ nói là khi thực sự là đối diện với cái tâm mình như vậy thì mình làm sao thì ông không biết. Thì ông này ông biết liền. Khi tâm sân khởi lên thì con như vậy, như kia kia nói gì đó, nói rất là rõ ràng. Thì ông này ngồi ông nghe ông không biết gì cả. Thì á, sau khi cái buổi nói chuyện đó đó, thì cái ông này ông mới bắt đầu ông mới thấy rằng là đúng là Đức Phật, mới hiểu Đức Phật nói mình rộng tuệ là cái gì. Rộng tuệ là cái gì? Cho nên ông bắt đầu mới là đi tìm các vị mà lớn để mà xin các vị đó là chỉ cho cái để làm sao mà thấy lại được mình kia. Chứ không phải là bây giờ ông thì giỏi quá rồi đó. Nhưng mà vị nào cũng từ chối. Bởi vì sao vậy? Vì nó ông giỏi quá rồi, tôi nói sao đó. Tôi nói gì ông cũng biết cái trơn mà. Giờ tôi nói tới cái pháp gì thì ông cũng biết cái trơn, ông cũng nói vân vách hết trơn, thì tôi nói làm sao được. Cho nên vị nào cũng không nói. Vị nào cũng chỉ xuống dần dần á, là chỉ xuống một vị A-la-hán mà 7 tuổi. Một vị mới A-la-hán mới 7 tuổi thôi. Thì bây giờ cái vị A-la-hán 7 tuổi này á, thì cái trình độ bao nhiêu mà dạy ông này được? Bởi vì dạy mà nếu mà dạy mà chi pháp này chi pháp kia mà nói là tâm là bao nhiêu tâm, rồi tâm sợ có bao nhiêu, rồi một tâm có bao nhiêu tâm sợ, rồi cái sắc là như thế nào để ý đó. Thì ra cái ông này ông đâu có bằng cái ông này mà dạy ông á. Nhưng mà ông này ông nhận cái vị mà thì vị A-la-hán mà 7 tuổi nó nhận. Nhận thì thấy vì là vô kêu vô dạy, thì bởi dạy dạy cái gì ông này cũng biết hết rồi, thành ra đâu có kêu vô dạy. Bây giờ nói là đi quét nhà đi. Ông đi quét nhà đi, một vị mà có 7 tuổi này mà chị mà ông thường tòa là phải đi quét nhà đi. Đó, là ông nó từ ái nổi lên. Nhưng mà bây giờ phải đi học chứ, bây giờ nếu mình muốn học thì làm sao giờ? Cho nên đành phải đi làm, đành phải nuốt từ ái mà làm. Nhưng mà bắt đầu thấy ra từ ái là gì. Bữa đó vì A-la-hán nó mắng cho một trận, thì ông nổi sân lên. Lúc đó ông mới biết là tâm sân mới thật sự là gì, chứ không phải là ngồi mà kệ bao nhiêu tâm sân. Mà là cái tâm sân nó thực sự nó khởi ra như thế nào, nó diệt như thế nào, nó tai hại như thế nào, là lúc đó mới thấy. Té ra là cái vị mà Sa Di mà 7 tuổi này, ông dạy rất là hay. Ông dạy là đẩy ông này vào thực tế để cho ông thấy ra ông á. Chứ bây giờ dạy pháp mà pháp sao dạy được. Đẩy ông vào thực tế để cho ông thấy ra ông. Cho nên cái đạo Phật mình á, mình phải cứu đạo Phật mình bằng cách mình phải trở lại chính mình để mà thấy ra sự thật. Chứ đừng có ngồi mà nói toàn là
hết pháp này qua pháp kia mà rồi bản thân mình là không có gì cả. Giờ hỏi tiếp. Chân lý đó thì cái gì cũng là chân lý hết á. Cái gì cũng chân lý hết. Cái gì mà sự thật như nó là tức là chân lý. Nhưng mà chân lý thì có vô số. Nhưng mà cái chân lý mà Đức Phật Ngài muốn để cho mọi người thấy ra đó, đó chính là tứ diệu đế. Thật ra là nếu mình nắm vững tứ diệu đế đó, tức là nắm vững toàn bộ Phật pháp. Đứng vào đấy. Nhưng mà có một cái điều thế này nữa, Đức Phật Ngài nói là ai thấy rõ được, hay là ai thiền xạo hay là thông suốt được uất xứ giới là người đó thông suốt được pháp. Thì trong uất xứ giới đó, thực ra là nó đã đầy đủ hết tất cả mọi thứ trong đó. Cái xứ đó, bây giờ mình nói xứ trước, xứ tức là 12 xứ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó là 12 xứ. Sở dĩ mà nói xứ đó, tức là mỗi cái nó mỗi riêng. Con mắt có cái tác dụng riêng, cái tai có tác dụng riêng, mũi có tác dụng riêng, lưỡi có tác dụng riêng, thân có tác dụng riêng, và ý có tác dụng riêng. Và sắc có tác dụng riêng, thanh, tức là âm thanh đó, có tác dụng riêng, hương, vì xúc đều có tác dụng riêng. Đó. Thì á, khi mình nói 12 xứ, tức là mỗi cái nếu là cứ đứng riêng thì nó không có ảnh hưởng gì với nhau hết. Đó. Nó không có ảnh hưởng gì với nhau cả. Nhưng mà bây giờ nếu như mắt tiếp xúc với sắc thì lúc đó sinh ra nhãn thức. Như vậy nó thêm một cái tâm thức nữa, tức là mắt tiếp xúc với sắc sinh ra nhãn thức, tai tiếp xúc với âm thanh sinh ra nhị thức, đó, đại khái vậy. Thì nó thành ra là 18 giới nè. Bây giờ này, nếu như nó đơn giản thế này thôi, đây là sự thật này, nếu như mắt thấy sắc mà tâm vẫn là rộng lặng trong sáng, chứ không có bị, không có tham sân si, không có cái gì hết á, thì đó là Niết Bàn đó. Tâm rộng lặng trong sáng tức là Đạo Đế. Thì lúc đó thấy tất cả, thấy là Niết Bàn, thấy không, tức là không có tham sân si gì khởi lên hết, là Niết Bàn. Bây giờ mắt nhìn thấy sắc, nhưng mà mình cho là xấu, là đẹp, mình thích, mình ghét, tham sân khởi lên, thì lúc đó đó là luân hồi sinh tử, là tập đế khổ đế. Còn nếu tâm mình rộng lặng trong sáng thì đó là Đạo Đế, vật đế. Đó là thấy tứ đế rồi đó. Vậy thì bây giờ trong đó nó có này, một, bây giờ đó là 12 xứ, 18 giới. Bây giờ nói ngũ uẩn. Ngũ uẩn là gì? Khi sắc nhìn thấy sắc, khi mắt nhìn thấy sắc, tức là có 3 giới rồi đó, tức là nhãn giới, sắc giới và ý thức giới. Là nhãn thức giới. Nhãn thức giới là cái này, là mình có 3 giới rồi đó. Nhưng mà nếu ba giới này á, khi mắt tiếp xúc với sắc
nhận thức khởi lên. Và lúc đó đó có cảm thọ, có cảm thọ, ví dụ như mắt mình, giả sử như bây giờ mình nhìn thấy một cái gì đó mà nó chói chang quá là làm cho mắt mình là khó chịu chẳng hạn, thì có cảm thọ, hoặc là và có tưởng. Cái tưởng đó là tức là lúc đó đó cái tâm của mình đó, nó phản ứng một cách tự nhiên theo một cái định luật của tâm gọi là citta niyama, thì nó thu nhận cái đối tượng đó và hình thành khái niệm, hình thành khái niệm. Ví dụ như là mình thu nhận vô rồi mình mới là thành ra khái niệm rằng đó là trái ổi, đó là trái xoài gì đó chẳng hạn. Rồi sau đó đó mình mới là hình thành thêm cái hành, đó là sắc thọ tưởng nữa nè. Bây giờ hành, hành tức là lúc đó mình cho là đẹp là xấu, rồi mình là thương thích hay là ghét, là tham hay là sân, thì đó là hành. Và nếu như cái phản ứng đó là tâm tham thì cái tâm đó là cái thức đó là tâm tham. Nếu phản ứng đó là sân thì cái thức đó là tâm sân. Mà nó có tới 121 cái tâm như vậy là, tức là đối với một đối tượng mắt nhìn thấy sắc, nó có thể nó sẽ là tới 121 đối tượng, 121 cái tâm. Thì như vậy á, là cái tiến trình mà ngũ uẩn đó, đó là cái tiến trình mà con người ta sử dụng để mà thu thập kinh nghiệm, thu thập kiến thức. Rồi mỗi người có một kinh nghiệm, có một kiến thức, cho nên á, cái kinh nghiệm kiến thức này nó tích lũy vào và nó tạo thành ra một cái ảo tưởng bản ngã. Chứ còn á, trong mắt không có bản ngã, trong sắc không có bản ngã, trong thức không có bản ngã, trong nhận thức không có bản ngã. Tức là nếu mà là 18 giới không á thì nó không có bản ngã, nhưng mà nó phát sinh ra cái tiến trình ngũ uẩn thì tạo nên kinh nghiệm, tạo nên kiến thức và tạo nên bản ngã. Thì đó là mình bắt đầu thấy ra được cái tiến trình mà tạo ra cái luân hồi sinh tử là nó ở chỗ nào. Đó, ví dụ như mình tâm sinh sân, tâm mình sân thì là mình sẽ tạo ra một cái nhân quả rồi. Nên là mình sân thì bây giờ mình đừng nói là sân thì kiếp sau làm gì, kiếp sau bị cái gì, đừng có nói chuyện đó, mà nói như thế này nè. Khi sân hãy nhìn lại xem, có phải khi sân là nhồi máu cơ tim không? Có phải khi sân là huyết áp tăng lên không? Có phải là khi sân thì nhiệt độ trong người tăng lên không? Có phải khi sân á thì là trong cơ thể mình nó tiết ra một cái hormone môn, cái hormone môn đó nó làm cho cái thần kinh của mình á nó bị kích thích, nó bị kích thích. Và cái thần kinh đó là cái thần kinh mà đầu tiên cái thần kinh mà bị ảnh hưởng đó là thần kinh thực vật. Tức là cái thần kinh mà nó điều khiển cái cơ thể của mình á, ví dụ như là điều khiển tim đập, điều khiển thở, phổi thở, điều khiển máu chạy, rồi tất cả mọi cái hoạt động của mình ấy, là do cái thần kinh thực vật đó. Nhưng bây giờ thần kinh thực vật này đó, khi mình nổi sân lên á, thì nó tiết ra một cái hormone, nó làm cho cái thần kinh này đó, nó căng thẳng. Mà khi nó căng thẳng á thì mình mới thấy là thêm tiếp theo đó là ăn không ngon, ngủ không được, nhiều thứ nữa, cái khổ nó nằm đó đó. Thì thấy ra tất cả những cái này đó chính là thấy ra sự thật đó, cho mình đâu có thấy ra sự thật, mình chỉ thấy là người ta chửi mình là mình nội tức lên là mình chỉ đánh là người ta thôi, cho mình đâu có thấy sự thật gì đó, mình đâu thấy được, mình đâu có thấy là cái khổ đó là do đâu. Nhưng mà bây giờ mình quan sát thì mình thấy là
cái khổ không phải là do con mắt, không phải là do sắc, cũng không phải là do nhãn thức, mà do cái tiến trình ngũ uất đó nó khởi lên đó. Cho nên nó mới có phản ứng của cái tâm thế này thế kia, nó có phê phán kiểm duyệt này nọ, đủ thứ phát sinh lên. Nhưng mà mỗi lần một cái tâm tham á, nó phát sinh lên á, thì nó tạo ra một cái phản ứng nào trong cơ thể. Tâm sân thì phản ứng nào trong cơ thể, ngã màng thì tự cái trong cơ thể nó như thế nào, thì nó đều có một cái diễn biến mà trong đó đó không phải đơn giản. Cái diễn biến về sinh học, và nó diễn biến về cái hóa học. Thí dụ như mình nói là tiết ra cái hormone, rồi cái hormone nó ảnh hưởng đến cơ thể mình thế nào, đó là một cái phản ứng hóa học, nhưng mà nó có tính là sinh học. Đó. Và cái cả tâm lý này, rồi qua vật lý, trong vật lý đó gồm có sinh học và hóa học và nhiều thứ nữa, quang học, quang đồ gì đủ thứ trong đó, thì nó làm cho cái cơ thể của mình là biến đổi tùy theo mỗi cái tâm nó khởi lên. Và chính những cái biến đổi đó là tạo ra đau khổ cho mình, chẳng phải đâu hết. Mỗi lần mà mình mà tức giận ai đó là có thể mình cảm thấy là người mình nó coi chừng cái nhiệt độ trong người nó tăng lên đó. Nó có thể làm cho mình là bị thấp khớp. Bị thấp khớp chứ không phải không, bởi vì lúc đó cái nhiệt độ nó tăng lên quá đi á. Thì nó có thể làm cho mình thấp khớp. Nó tạo ra đủ thứ bệnh hết rồi. Thì mình thì cứ nói rằng là mình làm rồi thì thôi, kiếp sau mình sẽ bị này kia thôi, cho mình không thấy là ngay lúc đó là mình đã bị rồi. Ngay khi tham sân si là mình mà. Cho nên nếu mình biết trở về mà quan sát thân thọ tâm pháp đó, thì bây giờ thấy thầy lấy ví dụ như thế này, đơn giản là thấy sự thật đây này, thầy nói thầy đơn giản thôi đấy. Bây giờ bữa đó mình ham ăn, thấy ngon quá thì mình ăn nhiều chút đó. Ăn nhiều chút á, bắt đầu mình thấy là khó tiêu, tiêu hóa là mệt mỏi đó. Và cơ thể uể oải, rồi là buồn ngủ, chán nản, không muốn làm gì. Đại khái là vậy. Thành ra là từ những cái chỗ tham ăn, và mình thấy ra đó là chưa kể, khi tham ăn mà ăn trúng một cái món đó, trong một bữa ăn cũng ăn cái món đó mà không ai bị gì cả, mà anh chàng này lại bị. Tại sao đó? Ví dụ người ta ăn vừa phải một cái lượng nào đó thôi thì nó không sao. Cái anh này anh thấy ngon quá, anh ăn nhiều quá, cho nên cái lượng chất độc nó quá nhiều, nó ảnh hưởng nên anh này bị đi nhà thương. Đại khái như vậy. Thế bây giờ đi nhà thương á, thì mình lại tháng thật rời trách đất, rồi mình cầu Bồ Tát, cầu Phật, cầu Thượng Đế đủ thứ, cầu thần linh đủ thứ, mà mình không thấy ra rằng là do mình tham ăn nhiều cái chất độc này vô, cho nên bây giờ mình bị bệnh, phải đi nhà thương. Thế thì nếu mình thấy ra được do ăn rồi mình bị bệnh như thế nào, rồi ăn món gì thì bị cái bệnh gì, thì cái người đó là người thấy sự thật. Khoan nói sự thật cái gì cao siêu vậy, mình nói sự thật đơn giản vậy thôi. Đó. Thì từ đó cái mình mới biết ra là thì ăn uống cần phải đúng dưỡng sinh. Mình mới tìm ra được cái nguyên lý của cái ăn uống và dưỡng sinh thì như thế nào. Sâu hơn mình sẽ biết rằng là mùa nào thì nên ăn cái gì, mùa nào cũng nên ăn cái gì. Cơ thể mình mà dương nhiều quá thì sao, mà âm nhiều quá thì sao, hàn nhiều quá thì sao, nhiệt nhiều quá thì sao, nhiệt hư thì sao, mà nhiệt thực thì sao. Ví dụ như vậy. Đây là nổi cái chuyện đó không á, là một cái người mà họ quan sát họ đó, họ có thể trở thành một bác sĩ giỏi. Một cái người cứ luôn quan sát lại mình là sẽ thấy ra được rất là nhiều điều. Mình cứ ham học trong sách, học hết chi pháp này qua chi pháp khác mà không chịu quan sát mình, trong mình là đủ chi pháp trong hết trơn.
Thì chỉ có mình đó, là thiền là mình soi sáng lại mình, là quan sát lại mình để mà thấy ra sự thật. Đầu tiên sự thật đơn giản là nếu mình quan sát thì mình không đạp cái đinh. Còn nếu mình không quan sát là mình đạp cái đinh. Vậy thôi, đơn giản là vậy đó. Thấy cái đinh là thấy sự thật đó. Thấy cái đinh để mà tránh đánh qua một chút rồi thấy sự thật. Rồi thấy cái đinh là lượm cái đinh qua để một góc để cho đừng người khác đừng đạp. Và lúc đó lại phát huy ra được thêm một cái lòng từ bi. Đó. Đơn giản là trong đó là chị thấy ra là nó sẽ ra hết rồi. Cứ thấy là nó sẽ ra hết. Cho nên đó là thiền là mục đích của thiền là thấy ra sự thật thôi. Sự thật gì cũng được, miễn sao cứ thấy sự thật là được. Thấy ra sự thật á, lúc đó mình sẽ không bị cái nhận thức sai lầm. Thấy ra sự thật chính là chánh kiến. Còn nhận thức sai lầm chính là tà kiến. Mà hệ mình cứ thấy đúng sự thật á, thì lúc đó mình sẽ có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là nó đi theo. Nhưng mà ăn thua cái khởi đầu là mình thấy cái thật, thì nó sẽ đi, kéo theo cái là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì ngày hôm qua thầy nói đó, có nhiều người ham định cái tu định không thôi. Người thì ham niệm Phật không thôi, người thì ham trì chú không thôi. Quên rằng là cái đầu tiên là phải thấy ra sự thật cái đã. Mà thấy ra sự thật á, thì Đức Phật Ngài nó rất đơn giản. Là chỉ cần trở lại mà quan sát lại thân, thọ, tâm. Và pháp tức là sự tương quan, sự tương giao giữa mình với là bên ngoài. Đó. Thí dụ bây giờ mắt mình thấy sắc và mình khởi lên tham, thì mình biết tham. Đó. Trong cái quan hệ mình mắt thấy sắc mà thấy tham đó, là thấy ra được đó là thấy pháp. Cho nên thấy ngũ uất cũng là thấy pháp. Thấy năm triền cái cũng là thấy pháp. Thấy sự thật á, thấy sự thật là tại sao mà tâm mình không mình ngồi mình không an ổn được, là bởi bị tham chi phối này, bị sân chi phối này, bị trào cự chi phối này, bị hôn trầm chi phối này, bị nghi chi phối này, cho nên mình bị che lấp, mình không thấy được sự thật. Bây giờ đó mình trong sự quan sát á, mình thấy ra được cái che lấp đó là thấy sự thật. Mới ban đầu thì thấy những cái che lấp như là thấy tham, thấy sân, thấy si rồi thôi. Nhưng mà dần dần á, thấy luôn cả cái tiến trình che lấp của nó, đó là ngũ uất. Rồi thấy kỹ hơn nữa là khi mắt mình thấy sắc thì cái gì phát sinh ra sự trói buộc, còn cái gì không trói buộc là mình cũng thấy ra, đó là thấy ra sự thật. Cho nên á, sự thật là vô số sự thật, nhưng mà rốt cuộc tất cả cái sự thật nó là nó gom lại ở nơi tứ diệu đế. Cho nên thầy mới những cái bài giảng của thầy là đầu tiên từ khóa 1, khóa 2, khóa 3, khóa 4, khóa 5, khóa 6, khóa 7 là thầy chỉ giảng tứ diệu đế không thôi. Bắt đầu từ khóa 8 thầy mới bắt đầu nói từng cái đề tài khác nhau. Cho từ khóa 1 đến khóa 7 là toàn nói tứ diệu đế không thôi. Nhưng mà trong tứ diệu đế đó, nếu triển khai tứ diệu đế ra là hầu như là thông suốt hết các pháp của Phật dạy rồi. Vì Đức Phật này có dạy người này hay dạy người kia, dạy người nọ gì cũng là từ rút cuộc những cái điều mà Ngài dạy đó đều là tứ diệu đế hết. Thì cái tứ diệu đế đó là nguyên lý. 37 cái pháp trợ đạo đó là nguyên lý. Nguyên lý là sao? Nguyên lý tức là những yếu tố có sẵn mà mình không biết, mình có sẵn mà mình không biết, mà Đức Phật Ngài chỉ ra cho mình biết để mình sử dụng. Đó là cái cách mà hồi nãy đạo hữu đã hỏi đó, tức là cái thiền mà không phương pháp đó, là thiền gì? Là thiền chỉ ra những nguyên lý thôi. Rồi từ cái nguyên lý mà mình biết đó đó, là mình tự ứng ra để mà sử dụng tùy lúc. Khi nào, ví dụ như là khi nào thì mình biết là cần thần đồng chú tâm quan sát, mà khi nào thì cần trở về trọn vẹn tỉnh thức, khi nào thì chỉ cần sáng suốt định tịnh trong lành thôi, khi nào thì mình buông hết để cho
tâm rộng rang lặng lẽ trong sáng. Tức là mình biết sử dụng những yếu tố đó. Những yếu tố đó chính là yếu tố mà 37 cái pháp phẩm trợ đạo thì gom lại cũng là giới định tuệ thôi. Thì tất cả những cái pháp nào mà nó đi đúng giới định tuệ đó thì pháp đó chính là Phật pháp. Thì sử dụng đúng Phật pháp á, tức là cái Phật pháp đó là Phật pháp không phải là pháp của Phật mà Phật pháp là pháp có sẵn trong mình mà Đức Phật ngài đã chỉ ra. Nhớ cái điều đó là chẳng phải cái đó là Phật, không phải là Phật nói ra là Phật mới biết, mà mình có sẵn rồi, bây giờ Đức Phật ngài chỉ để cho mình biết mà mình sử dụng nó thôi. Mình có những pháp đó mà mình không biết sử dụng. Cho nên đó, cái sự thật là như vậy. Thì tóm lại đó là có ba sự thật. Tức là nếu mà nói theo tứ diệu đế thì là bốn, nhưng mà bây giờ thầy nói là ba. ba sự thật đó là cái gì? Một á, bây giờ thấy ra sự thật á, là một là thấy gì? Thấy cái gì là ảo? Thấy cái gì là ảo? Ví dụ như mắt là thật, sắc là thật, và nhãn thức là thật. Nhưng tại sao mình lại thấy thành ảo? Vậy thì cái gì mà phải làm cho nó thành ảo? Đó. Thì cái mà mình tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là, thì đó chính là ảo. Chứ còn nếu như mình thấy nó như nó là thôi là không có ảo. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe là vậy. Nếu trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe thì không có ảo. Nhưng mà mình trong thấy thì mình lại tưởng là thấy cái này tưởng ra cái kia. Mà khi mình tưởng rồi cái là mình là cho là, tức là bây giờ mình gán nhãn cho nó rồi đó. Cho là nó là không phải vậy nhưng mà mình gán nhãn cho nó. Thí dụ mình cho nó là đẹp, cho nó là xấu, cho nó là dễ ghét, cho nó là dễ thương, thì đó là cho là chứ không phải là nó là. Đó. Khi mình tưởng là cho là rồi đó thì lúc đó mình mong muốn là phải là. Đó. Thí dụ giờ mình thấy cái hoa cái mình cho là đẹp. Cho nhiều khi là cái hoa là đẹp thì đẹp nhưng mà nó bay cái phấn ra cái là bị dị ứng rồi, cho nên là không phải. Thì lúc đó là nếu mà đứng về cái phương diện là một ông bác sĩ đó thì không phải đẹp chút nào hết đó, đó là chất độc đó, không đẹp chút nào hết. Nhưng mà mình thấy cái hoa thì mình cho là đẹp, đó. Mình cho đẹp đó, tức là mình tưởng là cho là, đó. Cho nên mình mới tới mình thấy cái hoa mình mới hít nó một cái, nó vô là bị dị ứng, thì thành ra cái đó là mình cho là, chứ không phải là mình thấy đúng đúng bản chất của nó là, mà lúc đó là tại mình cho là. Rồi giờ phải là, tức là mình muốn làm sao mà cho có được nó, hoặc là mình muốn cái hoa đó nó phải là tồn tại mãi chứ không có héo đi, nó đẹp như vậy là mình muốn nó tồn tại mãi, chứ không phải, tức là mình muốn nó phải là. Và vì muốn phải là đó thì nó chưa chắc nó đã phải là như mình nghĩ, cho nên lúc đó mình chỉ là ao ước mong là nó sẽ là được như ý muốn của mình. Thành ra chính những cái đó là tạo ra cái đó, chính là cái quá trình của ngũ uất, quá trình của luân hồi sinh tử. Luân hồi sinh tử là vậy đó, chứ không có luân hồi sinh tử nào hết đó. Còn nếu mình chỉ thấy, trông thấy chỉ thấy, tức là cái hoa thì mình thấy cái hoa. Nó như thế nào thì mình thấy như vậy. Thì nó không có luân hồi sinh tử gì hết. Lúc đó tâm mình vẫn là rỗng lặng, trong sáng. Chứ không có, hay là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Chứ không có cái sinh ra cái phiền não khổ đau gì cả. Đức Phật ngài dạy một cái đánh giá rất là dễ. Tức là cái gì phản ứng nào mà đưa đến phiền não khổ đau thì tức là cái đó là sai. Còn cái nào không đưa đến phiền não khổ đau chứ không phải là hạnh phúc đâu nghe. Không đưa đến phiền não khổ đau
chứ không phải là hạnh phúc. Bởi vì nhiều khi hạnh phúc á, mình cho hạnh phúc là thế này, cũng tưởng hạnh phúc là thế này, rồi cho hạnh phúc là thế kia, rồi mình muốn hạnh phúc phải là thế này, thế nào, rồi sẽ là thế kia, thì cũng vẫn là ảo, thì cũng phải thật. Vậy thì á, trong đời sống của mình á, thiền là gì? Thiền là soi sáng lại mình để xem ở trong đó cái gì là ảo. Đó. Cái gì là ảo? Là phải thấy ra. Chứ mà mình là sống ảo nhiều lắm. Mình cứ để ý người nào mà từng quan sát mình thì sẽ thấy là rất nhiều người sống ảo. Mà họ sống ảo thì chắc chắn là họ phải đau khổ thôi, chứ không có cách nào mà khác được. Cho nên đó là đầu tiên là phải phát hiện cái ảo tượng, cái ảo vòng, cái vòng tượng. Khi nó xuất hiện, khi nó sinh ra như thế nào, nó gây tác hại như thế nào là mình phải thấy ra. Đó là một trong những cái thấy cái sự thật cực kỳ quan trọng. Cái thứ hai là thấy pháp duyên khởi. Tức là có những cái không phải là ảo. Ví dụ như cái hoa không phải là ảo. Nếu mà nó ảo thì làm sao mà nó lại bay phấn ra mà mình bị dị ứng được. Nó không phải ảo, nó là thật. Nhưng mà là ảo. Tuy nhiên nó là duyên khởi. Nó là duyên khởi. Vì duyên khởi cho nên nó sẽ là sinh diệt theo cách của nó. Nó sẽ vô thường theo cách của nó, chứ không phải là như ý mình. Do đó mình phải trả cái pháp duyên khởi về đúng với tính duyên khởi của nó. Tức là mình phải thấy đúng tính duyên khởi, đó là thấy sự thật. Thí dụ như bây giờ thầy lấy một ví dụ để thấy là cái gì là duyên khởi mà cái gì là ảo này. Bây giờ hồi sáng mình ăn ít cho nên bây giờ nó đói bụng, thí dụ vậy. Tức là đói bụng á không phải là ảo. Đói bụng là thật, đói bụng là một cảm thọ thật chứ không phải là ảo. Thế thì đói bụng á là đương nhiên mình sẽ muốn ăn cơm. Muốn ăn cơm đó cũng không phải là ảo, đó là duyên khởi. Nhưng mà khi ăn á mình mới thấy ngon quá, mình mới là tham ăn. Thì lúc đó là ảo bắt đầu phát sinh ra. Đó. Hay là lúc đó ăn ngon quá cái mình dành về phần mình không cho người khác ăn. Thì đó là bắt đầu ảo phát sinh ra. Thì mình phải thấy cái gì là duyên khởi, cái gì là ảo. Đó là thấy ra sự thật. Chứ giờ mình tu mình cứ muốn đắc cái này, muốn đắc cái kia mà mình lại không thấy ra sự thật là sai rồi. Cho dù có đắc cái gì đi nữa mà mình bị kẹt vào trong đó thì cũng là khổ đau thôi. Cái đó cũng vẫn là ảo thôi. Đấy. Nhưng mà nếu mình thấy ra được sự thật á, cái nào là ảo, còn cái nào là duyên sinh như vậy. Thì á, nếu duyên sinh như vậy thì mình chỉ có là một là đáp ứng cái nhu cầu của cái duyên sinh đó. Ví dụ như đói bụng thì mình ăn. Nhưng mà mình nghèo thì bây giờ mình chỉ có khoai sắn mình ăn, thì mình cứ lo ăn khoai sắn. Mà thực ra đó, chưa chắc khoai sắn đã là không có bổ khỏe. Không phải là ăn sơn hào hại vì mới bổ khỏe, mà là do thấy ra. Tức là anh thấy ra cái khoai này nó tốt chỗ nào, nó xấu chỗ nào. Còn sơn hào hại vì cũng vậy. Có nhiều khi ăn sơn hào hại vì nhiều quá nó đâm ra bệnh cũng có. Cho nên phải hiểu sơn hào hại vị đó là tốt chỗ nào, xấu chỗ nào. Như vậy cũng phải thấy ra sự thật của duyên khởi, tức là của các pháp tướng. Ví dụ như thầy hôm qua thầy nói là cái người nấu ăn biết rõ muối mặn như thế nào, biết rõ đường ngọt như thế nào, biết rõ giấm chua như thế nào, biết rõ cái loại rau này thì luộc bao nhiêu đồ thì nó chín, mà loại rau kia thì phải là các cái đồ khác nó mới chín. Tức là một người biết rõ tất cả mọi vật thì lúc đó người đó sẽ biết điều chỉnh để nấu ra một cái nồi canh ngon đó. Thì cái đó là duyên khởi, đó là duyên khởi.
Nhưng mà bây giờ một cái người không biết ra được, không biết được là muối mặn như thế nào, bỏ bao nhiêu phân lượng với cái số nước chừng đó, với số rau chừng đó thì muối bao nhiêu là nó vừa, vì không biết cho nên để muối nhiều quá thì nó lại là mặn quá ăn không được, bỏ ít quá thì nó lạt quá ăn cũng không được. Thì thành ra là chính cái mà thấy ra sự thật chính là thấy các pháp duyên khởi như thế nào, các pháp tướng đúng đúng với thực chất của nó là như thế nào. Có những cái khổ là do ảo tưởng sinh cho nó không có, nhưng mà có những cái khổ là do duyên khởi. Cái khổ mà do duyên khởi là nó khác. Cái khổ do duyên khởi là nó giúp cho mình thấy ra được cái duyên khởi đó đang ở cái mức độ nào. Còn cái khổ của ảo là do mình tưởng tượng ra cho nó không có thật. Ví dụ như là mình thấy sợi dây mà mình tưởng là con rắn, đâm ra mình sợ hãi, mình lo lắng, mình tự tìm cách này cách kia đủ thứ, nhưng mà đó là ảo. Thế cái khổ đó là khổ do ảo mà ra cho không có thật. Nhưng mà cái khổ do đói bụng đó là có thật. Cái khổ mà mình do mình đạp một cái gai mà đau là cái nó có thật. Cái đó là do duyên khởi. Vậy thì bây giờ ở đây khi mà thấy cái gì là ảo thì mình buông, hay là thấy cái gì ảo thì từ nó biến mất, mình thấy ra là từ nó biến mất, hoặc là khi mình thấy đó là ảo rồi thì mình buông đi. Ví dụ như có một người Phật tử ở Hà Nội nói với thầy là con là con muốn bây giờ con có năng lực, vì con có học, con có năng lực, bây giờ con muốn làm giàu. Rồi cái ít bữa sau cái người đó lại nói lại với thầy là nhưng mà con thấy rồi, bây giờ làm giàu để làm gì? Bao nhiêu người là người ta giàu người ta vẫn khổ. Cho nên thôi bây giờ con bỏ, con không có ý muốn làm giàu nữa, mình cứ sống bình thường, mình sống với đủ sống và mình có tâm vị tha thì mình sẽ thoải mái hơn. Ví dụ vậy, tức là người đó thấy ra được cái ảo, người đó buông ra. Còn thấy cái nào là duyên khởi đó thì tùy duyên mà ứng xử, hay là tùy duyên mà đối trị, đơn giản là vậy thôi. Tùy duyên ứng xử. Ví dụ như giờ mình đói bụng nhưng mà mình nghèo mà mình chỉ có khoai sắn thôi thì mình cứ ăn khoai sắn đó, chứ đừng có đi ăn trộm. Ăn trộm nó ảo rồi. Nhưng mà mình có cái điều kiện, mình có cơm, có đây kia, có gạo đồ kia thì mình đi nấu cơm, nấu gạo, nấu bữa ăn ngon mà ăn, thì cái đó là tùy duyên mà ứng xử, hay là tùy duyên mà đối trị, tức là đói thì mình ăn, khát thì mình uống, mệt thì mình nghỉ, thì đó là tùy duyên để đối trị vậy thôi. Chứ cái đó mình không diệt được, nó không diệt được. Ví dụ như là mình ăn thì nó no, tức là diệt, tức là đói nó hết, nhưng mà chiều lại nó lại đói nữa. Thì nó mình không diệt được, mà cái đó là cũng là một cái luật duyên khởi tự nhiên, cho nên mình không cần phải là diệt nó đi, mà chỉ tùy duyên ứng xử hay là đối trị thôi. Đó. Còn cái thứ ba chính là cái tâm mà mình thường thấy biết. Đến khi mình mới thấy rằng là ảo, bây giờ mình thấy được ảo, ảo thì mình thấy được ảo, duyên khởi thì mình thấy được duyên khởi, thì cái thấy á, thì là cái thấy này á, nó lạ lắm, nó không sinh không diệt,
Cái tâm thế của mình đó, nó không có sinh không diệt. Các cái tâm tướng đó, thì sinh diệt. Ví dụ như mắt nhìn thấy sắc thì có nhãn thức, thì nhãn thức có sinh diệt. Nhị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức hay là 121 tâm đều có sinh diệt. Nhưng mà hệ cái chuyện gì mà nó xảy ra thì tâm vẫn ứng được, chứng tỏ nó không diệt. Nếu mà nó diệt đi rồi thì lấy gì mà nó sinh, lấy gì mà nó ứng được. Thành ra nó cái té ra cái thấy của mình đó là không sinh không diệt. Tại sao mình nói không sinh không diệt? Bởi vì nó không sinh á, nếu mà nó sinh á thì nó cứ có hoài, phải không? Nếu nó sinh thì nó cứ có hoài, nhưng mà có khi mình không cần biết. Thì có một câu chuyện là nói là có một cái người ngoại đạo đến hỏi, đến tham vấn với Đức Phật. Thì Đức Phật hỏi người ngoại đạo đó là cái thầy của con là dạy gì. Thì cái người ngoại đạo mới nói là thầy của con là dạy biết. Thì Đức Phật ngài nói là biết như thế nào? Thì nói là luôn luôn biết, đừng có để cho biết không biết, lúc nào cũng phải biết hết. Thì khi hỏi xong rồi thì cái người ngoại đạo đó mới hỏi lại Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, thế còn ngài dạy gì? Nói Như Lai cũng dạy biết. Thế biết như thế nào? Nói khi cần biết thì biết, không cần biết thì thôi, chứ không cần phải luôn luôn biết. Cho nên mà nói như là con nói là sao mà cứ luôn luôn một biết hoài, luôn luôn biết hoài thì tâm như vậy là cái biết nó sinh hoài. Còn bây giờ khi không cần thì cái biết nó đi đâu không biết, nhưng mà khi cần là nó có liền, chứng tỏ là nó không sinh mà nó cũng không diệt. Cái từ mình phải hiểu, cái từ cái mà nói là thường tồn bất biến là nó khác, còn bên này là nó không sinh nó không diệt. Tức là khi cần nó có liền, mà không cần thì thôi, không biết nó đi đâu. Thành nó nói nó có không được, mà nói nó không cũng được. Đó cái tâm nó có một cái tính chất mà gốc của cái tâm đó, nó đặc biệt như vậy. Nó có thể sinh lên 121 tâm rồi xong rồi nó thôi. Nhưng mà khi nó không có sinh diệt gì cả đó thì chính là Niết Bàn. Đó. Nhưng mà bây giờ khi cái người mà đã giác ngộ được Niết Bàn thì bây giờ có một cái pháp gì đến thì nó vẫn ứng ra, nó vẫn sinh. Nhưng mà trong cái sinh đó cái thấy đó thì vẫn thấy, tức là cái tâm sinh thì nó vẫn sinh, nhưng mà cái tánh thấy vẫn thấy được cái sinh đó. Như vậy chứng tỏ rằng là cái tướng tâm thì có sinh diệt, nhưng mà cái từ tánh của tâm lại không sinh diệt. Từ tánh của tâm thì vẫn là Niết Bàn. Cho nên khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý là gọi là tri kiến đó. Mắt tai mũi lưỡi thân ý mà thấy sắc thân hương vị thức pháp đó gọi là tri kiến. Thì Đức Phật cái dạy, Đức Phật ngài dạy đó, mục đích của Đức Phật dạy đó là để tri kiến thanh tịnh. Tức là nghe, trong nghe chỉ nghe, trong thấy chỉ thấy, chứ không có xen vô cái tưởng là cho là gì nữa, là lúc đó là thấy biết là thanh tịnh. Khi thấy biết thanh tịnh á thì cái mà tướng biết đó nó chỉ là cái tướng dùng của cái tánh biết. Mà cái tánh biết thì không sinh diệt. Cái người nào mà giác ngộ được cái tánh biết tức là giác ngộ được Niết Bàn. Còn lúc mà ở bên ngoài đó thì cái mà mình cần là tri kiến thanh tịnh, tức là mắt thấy tai nghe phải thanh tịnh. Thì như vậy là mình thấy mắt thấy tai nghe ở bên ngoài nó có sinh có diệt. Tuy nhiên là nó lúc đầu sinh diệt là bởi vì do tham sân si mà sinh diệt. Còn bây giờ sinh diệt là do duyên pháp mà sinh diệt. Cho nên trả cái tướng biết đó trở về với cái tính duyên khởi của nó. Nhưng mà tánh biết vẫn thấy được cái tính duyên khởi đó, vẫn biết cái gì là ảo, cái gì là duyên khởi.
Cho nên đó, là cái sự thật thứ ba mà mình cần phải thấy, đó chính là cái sự thật không sinh diệt. Một sự thật là ảo, sự thật là các tướng sinh diệt, duyên khởi, và một sự thật là không sinh diệt. Không sinh diệt chẳng phải là thường kiến đâu, thường kiến là khác. Thường kiến là mình chấp vào thường là tồn tại mãi mãi. Còn ở đây đó là nói có cũng được, nói không cũng được, nói thường cũng được, nói đoàn cũng được. Hoặc là không phải là thường đoàn, không phải là có không, hay là không phải là sinh diệt gì cả. Thì mình giác ngộ được cái sự thật đó, đó là giác ngộ cái sự thật rốt ráo nhất, đó là niết bàn, tức là cái pháp tánh không sinh diệt. Còn pháp tướng thì mình thấy được sự sinh diệt tương đối của nó, cho nên mình không bám chấp. Mà bám chấp tức là ảo, cho nên là mình loại trừ cái ảo thì mình trả cái thế giới mà hiện tượng về đúng với bản chất hiện tượng của nó, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Thấy ra được cái bản chất hiện tượng vô thường, khổ, vô ngã thì tâm mình hoàn toàn là không sinh không diệt, thì lúc đó giác ngộ được cái không sinh diệt đó chính là giác ngộ niết bàn. Đó là sự thật á, sự thật là đó đó. Kính thưa thầy, thầy nói giác ngộ thoát khỏi luân hồi, thì con muốn biết là thế nào gọi là giác ngộ ở luân hồi và là sao mà giác ngộ? Thì nãy giờ là thầy đang nói cái đó đó. Thế mình sinh ra một cái thế giới ảo và mình đang sống trong thế giới ảo đó. Thế giới ảo đó chính là thế giới luân hồi. Chỉ có tánh và tướng thôi. Chỉ có tánh, pháp chỉ có tánh và tướng thôi. Thì tướng là duyên khởi. Nhưng mà mình bám chấp vào cái duyên khởi đó. Mình cho đó là ngã, hay mình bám chấp vào cái mà từ tánh mình cho là ngã, thì cũng đều là ta của ta, tự ngã của ta. Cho nên á, tất cả những cái đó, đó khi mà mình chấp là ta của ta, tự ngã của ta là liền có luân hồi sinh tử. Ông Krishnamurti thì ông nói như thế này rất là rõ. Ông nói theo một cách khác, ông cũng nói theo ngũ uẩn thôi, nhưng mà ông nói theo một cách khác. Ông nói là khi có tư tưởng thì có thời gian, có nhân quả, có bản ngã và có khổ đau. Đó. Thì bây giờ hồi nãy thầy nói đó là thầy nói theo cái mà Đức Phật nói là ngũ uẩn. Nếu không có ngũ uẩn thì 12 xứ 18 giới này là niết bàn, chẳng phải là cái gì khác. Nhưng mà nếu ngũ uẩn khởi lên á, thì liền là tạo ra luân hồi sinh tử. Vậy thì á, bây giờ trong giác ngộ đó là phải quan sát lại nơi thân thọ tâm pháp để thấy cái tiến trình mà khởi lên cái luân hồi sinh tử nó ở đâu. Và khi mình thấy ra tức là thấy nó là ảo, khi thấy nó ảo tức là buông, thì trả cái thế giới lại về với tướng tánh tướng của nó, như thực của nó, tức là mình gọi là thấy được thực tánh pháp hay là thực tánh chân đế. Vậy thì luân hồi sinh tử chính là ảo tượng, cái tập đế khổ đế đó, tức là mình tạo ra cái ảo tượng, rồi cái ảo tượng đó nó sinh ra cái phiền não khổ đau, luân hồi sinh tử. Mà luân hồi sinh tử đó là đừng có nghĩ đến cái chuyện là luân hồi sinh tử là mình sinh lại kiếp này kiếp khác. Chuyện đó để chuyện đó chuyện của pháp, mình đừng có can thiệp vào chuyện đó. Thí dụ như bây giờ mình cần phải xin lại kiếp khác để mình học tiếp, kiếp này mình vẫn chưa thấy ra được chân lý, hay là mình chỉ mới thấy chân lý một phần, thì mình cần kiếp sau để mình tiếp tục học cái bài học chân lý đó cho đến khi nào mình giác ngộ, cho làm sao mình chấm dứt cái mà tái sinh đó. Cái đó gọi là tái sinh chứ không phải luân hồi sinh tử. Tái sinh là cần thiết. Đó. Thầy có nói như thế này. Tại sao mình lại không
không muốn chấm dứt tái sinh. Chỉ chấm dứt luân hồi sinh tử thôi, chứ không có chấm dứt tái sinh. Tại vì sao? Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này. Nếu mình chưa giác ngộ, kiếp này mình chưa giác ngộ, thì có cần tái sinh để mà học tiếp bài học giác ngộ không? Đó, như vậy thì tái sinh là rất cần. Còn bây giờ, giả sử mình giác ngộ rồi mà tái sinh thì nó lợi ích cho biết bao nhiêu người. Vậy thì tại sao mình lại chấm dứt tái sinh làm gì? Giả sử như bây giờ thầy giác ngộ rồi, rồi bây giờ thầy chết cái là hết rồi, không còn gì hết. Vậy thì khi chẳng thà tái sinh còn tốt hơn. Thí dụ như nếu mà thầy tái sinh nữa đó, kiếp sau thầy sẽ giảng nữa, sẽ có nhiều người là hiểu đạo nữa, tu hành nữa, thì tốt chứ đâu có sao đâu. Cho nên không phải là vấn đề tái sinh, mà là vấn đề là luân hồi sinh tử. Bây giờ thầy lấy một cái ví dụ luân hồi sinh tử để cho nó dễ hiểu. Mình đang ngoài đường á, thì mình gặp cái người nào đó, rồi mà đi do đi sau đó hai người đụng đồ nhau, đụng xe nhau chẳng hạn, rồi á lẽ ra đó thì đụng xe nhau thì xin lỗi, nghĩa là nếu mình sai thì mình đền bù với là cái gì đó, hoặc là có insurance bảo hiểm gì đó ta lo chuyện đó, thì thôi hai người bắt tay nhau cười đi thôi, thì không có chuyện gì nữa. Nhưng mà rồi là gây nhau rồi đánh nhau rồi chém giết nhau, như ở Việt Nam bây giờ thì đùng cái chuyện gì cái là chém nhau giết nhau. Thì như vậy á, mình thấy là khi mình khởi sinh lên một cái tâm sân, tức là mình tạo ra sinh tử rồi, phải không? Khởi lên tâm sân rồi mình mới là tạo tác theo cái tâm sân đó cho đến khi mà hết cái tâm sân đó, nó qua một cái khác, nó qua một cái khác, tức là lúc đó cái này sinh lên rồi diệt rồi bây giờ nó qua một chuyện khác. Thí dụ như bây giờ hết sân rồi mà đến sợ, tức là sân là nó sinh ra rồi nó hết rồi, bây giờ bị cảnh sát bắt đem vô trong tù, lúc đó không phải sân nữa mà lúc đó là sợ. Sợ cũng là một loại sân. Nhưng mà bây giờ nó lại biến qua một cái khác đó. Thì cái đó là cứ sinh tử là vậy đó. Rồi á, bây giờ thế này, bây giờ cái chuyện đó đó, bây giờ vô ngồi tù rồi, nhưng mà cứ nhớ là cái chuyện mà gây nhau với cái người đó là vẫn cứ còn tức. Và mỗi lần nhớ lại cái là tức, mỗi lần nhớ lại cái tức đó là luân hồi. Tức là luân hồi, tức là nó trở lại. Thay vì Đức Phật là Sugato hay là Tathagato hay là Sugato, tức là Tathagato là Như Lai đó, tức là đến đây thì tròn vẹn với đây thôi, chứ không có quá khứ, không cần bị chìm đắm trong quá khứ. Hay là Sugato tức là đi không trở lại, tức là Sugato. Cho nên nói là Đức Phật Ngài nói là không trở lại, thì mình cứ tưởng là không trở lại tức là không còn tái sinh. Nếu mà cái không trở lại của Đức Phật á, tức là thế này, bây giờ cái chuyện gì xảy ra thì nó đã qua rồi thì là thôi, còn bây giờ là bây giờ thôi, cho nên không có trở lại. Không trở lại tức là không luân hồi, và không có sinh lên một cái tâm để mà trở thành cái gì nữa là sinh tử. Còn cứ nhớ lại đó là luân hồi. Cho nên đó, con người mình đó, là trong đời sống của mình hàng ngày mình đó, là luân hồi sinh tử không biết bao nhiêu là lần. Luân hồi sinh tử không biết bao nhiêu lần. Cho nên đó, là mình chấm dứt luân hồi sinh tử ngay tại đây và bây giờ, chứ không phải là chấm dứt tái sinh.
Và có người hỏi Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, thế là khi Đức Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi thì lúc đó còn hay mất? Thì Đức Phật Ngài trả lời rất là rõ ràng. Ngài nói là nói còn cũng không đúng, nói mất cũng không đúng, nói vừa còn vừa mất cũng không đúng, mà nói không còn không mất cũng không đúng. Đó. Thì như vậy á, mình không thể nói là tái sinh hay không tái sinh. Vấn đề không phải là tái sinh hay không tái sinh, mà lúc đó là người ta giải thoát ra khỏi luân hồi sinh tử thôi. Ta giải thoát ra khỏi cái ngũ uẩn thôi. Mà cái ngũ uẩn là bây giờ mình đang ngồi đây, mà ngũ uẩn khởi lên á, thì mình phiền não khổ đau. Mà không ngũ uẩn khởi lên á, thì mình thanh tịnh an nhiên, dạy thanh tịnh, phải không? À, mà an nhiên thanh tịnh á, tịch tịnh á, là Niết Bàn. Nếu mà mình tịch tịnh hoàn toàn là Niết Bàn. Và nếu mình khởi lên phản ứng thì là sinh ra sinh tử luân hồi. Mà nếu mình không, tâm mình vẫn là chuyện gì xảy ra, tâm tâm mình vẫn rộng lành trong sáng, thì không có luân hồi sinh tử. Đơn giản là vậy thôi. Chứ mình nữa là mình cứ luồn ra một hồi á, cái nó ra đủ thứ, rồi mà mình lại hiểu sai đi, rồi mình cố gắng tu hành một cách sai lầm. Có nhiều người là nói là con nguyện là trong kiếp này là con không có tái sinh nữa, mà khi nguyện vậy là đã tái sinh rồi đó. Nguyện nên là ghét của nào trời trả của đó, đó bây giờ nguyện vậy tức là nó sẽ tái sinh nữa. Đừng có nguyện như vậy, mà là phải thấy ra nếu mà nó luân hồi sinh tử là mình phải chấm dứt được cái luân hồi sinh tử này, đang ra đây này, đang khởi lên đây này, là chấm dứt được luân hồi sinh tử đó. Thí dụ bây giờ người ta chửi mình mà mình muốn khởi lên là chửi lại, thì mình chấm dứt nó ngay ở đây á, thì là mình là thoát khỏi cái luân hồi sinh tử đó rồi đó. Rồi bây giờ là hết giờ. Cho nên đó là gặp lại ngày mai.